tội 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 nó cứ bảo là nó căm thù cộng sản, vậy mà tổng thống Obama sang bắt tay với cộng sản, tổng thống là Bill Clinton sang bắt tay cộng sản, tổng thống Donald Trump cầm cờ cộng sản, tổng lãnh sự xây nhà tỷ đô Hà Nội đang xây đó, đủ ba lớn nhất thế giới đó đấy. Đúng. Đó, chê cộng sản đấy, chê cộng sản mà đi làm ăn cộng sản, đủ má vậy chúng nó chửi 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 con thầy nó à, tụi nó chửi con thầy nó chửi Mỹ đó, nó ngu vậy đó, nó chê cộng sản thì Mỹ chơi cộng sản, thì nó đang ở trên đất bố Mỹ đó mà nó lại chửi cộng sản khác thì nó khác, thì nó chửi thằng tổng thống nó Ông à, thấy ông đi qua Mỹ thì 3 tháng, 3 tháng hơn ông hơn qua Mỹ mấy lần rồi đúng không? hơn 3 Ông tháng, hai lần rồi, qua Mỹ này 2 lần thấy không? hai lần rồi. Mình tôi nói thật nha, ở nước Mỹ này không phải là mình nói gì, ok nếu mà siêng năng làm ăn mà có bằng cấp rồi Đúng đi làm á thì có thì tiền nhiều tiền, đúng, có tiền chính xác. còn mà mấy cái tay mà giống như mấy cái thằng Việt thì là mấy cái thằng mà già 50 mấy tuổi rồi, con lóc chóc con nhóc đu má, tiếng Mỹ thì không có, tiếng Anh tiếng Việt thì cũng không xong, bằng cấp thì không có, thì anh nghĩ đi làm tôi cho bảo vệ, tôi cho mày maximum luôn được 22 23 đồng một giờ, không có được 25 đồng một giờ nữa, 22 đồng thôi, Nó mang về được bao nhiêu giảm tiền nó coi. hơn 3.000. Ông nói đúng luôn á, mang về được hơn 3.000 sống được cái gì. Ba Ôi ngàn tôi ăn thôi không đủ ăn, thầy ơi tôi hỏi nhau, tôi mang 10.000 đô sang đấy nhá, bên đó tôi gửi tiền trước á, 10.000 đô mà tôi tiêu chưa hết được một tháng tôi còn thiếu tiền á. Nó bảo ô đủ mà sao gì mà anh ăn dữ vậy, bảo trời ở Việt Nam tao xài dữ hơn đây á, sang bên Mỹ còn không dám xài nhiều luôn á, cứ mang tiền ăn toàn đồ vớ vẩn, nó mắc lắm, mà muốn ăn đồ Việt Nam nhá phải thằng nhiều tiền mới dám ăn đồ Việt Nam, chứ đừng nói đến chuyện không có đồ Việt Nam cho các ngài xây đâu. Đúng tôi không, nó nói nổ đấy. hôm qua bên Mỹ qua tôi chiếu rõ ràng tôi không có đổ nha, 10 năm Rồi, 20 rồi, năm rồi. đóng thuế luôn, Rồi, đóng rồi, thuế luôn tôi rồi. thành 11 đồng Rồi. Mỹ. Rồi, tôi nhìn rồi, cả tô phở cơm sườn phải ăn nhìn rồi. Đấy. Sao mẹ luôn. Ông biết là một dĩa rau muống mà tôi ăn với nó là một dĩa rau muống sao mà ở Cali không biết là bao tiền, nó tính là 400 ngàn. Trời ơi, đủ Đúng má. rồi. Đúng rồi. Ớn luôn đi, tôi bảo 400 ngàn này nếu mà về không mua nó phải mua được cả vườn. Nói mà tôi nói mà cái đó là không nha, còn cái khi mà nấu bún riêu với Úi, hồi mẹ tôi hồi xưa còn còn sống mắc mà nữa, nấu bún mắc riêu mà nữa. nấu nấu bún riêu mà nấu rau đủ đồ húng quế rồi rau đủ thứ loại rau mà rau thơm á, tôi Rau bắt mà rút thì bảo là rất rau 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 rút thì rất đấy một rổ rau như vậy á mà đủ theo cái rau mà ăn kiểu người Bắc mình á, chứ không phải là giống như thì miền Nam mắc chỉ có lắm, bó rau muống không, mắc là lắm, bốn năm chục đô, mắc bốn năm lắm, chục đô. mắc lắm. Tôi ăn đó tôi biết mấy tháng mà tôi xả, mà tôi là lần vì cái việc gia đình của tôi là tôi phải ra, tôi là tôi phải sang, chứ tôi không sang đâu, nói thiệt ông ạ, sang đấy đủ má người Việt với nhau có chơi với nhau đâu, ăn cắp như liên ranh á, đủ má hở ra là mất đồ. Trời ơi, đi báo cảnh sát nó còn lâu nó mới tới nhá, nói Chính xác, nó không có dành tôi lạ tháng gì, đâu. việc lớn đây là mới tới thôi, chứ còn đủ má cái việc là đặt tụi bay đi xử lý đi, còn mấy cái thằng nghị viên với lại mấy thằng dân biểu với mấy thằng ăn hại làm để là làm cái việc gì á, chỉ là cái tụ tập đi biểu tình là giải đấy, chứ chả là cái việc gì đó. Nói nhanh mẹ nó thì nó nổ thôi, nó bảo ui an toàn lắm, mẹ đi đi ra đường lo lâm lớp á, đủ má ra đường mong rành á, có ngày phải gặp phải cái thằng đủ má nó mà nó cho đòn đòn cái thôi đi, thế là đi luôn thế À, đủ mà má. ông thấy rõ ràng không, ông ở bên Mỹ này mấy tháng ông biết là gì, ông mà thử bên Mỹ này cái gì cảnh sát cái gì mà gọi ông á là ông phải im lặng, cái gì Đúng chính xác, ông cảnh sát ông gọi im lặng, còn ở Việt Nam rồi nó la ở Việt Nam đàn áp dân, mấy nó thằng bây chửi giờ đi. cảnh sát mấy thằng bây giờ cảnh sát mà gọi nó lại nó mà ghét ghét nó đè cảnh sát nó đâm ông cảnh sát, hai ông cảnh sát nó đâm nó lủi hai ông cảnh sát nằm bệnh viện ở quận gần quận 10 á đó, vừa cảnh sát không bị nó đâm nó lủi vô luôn á, giờ nằm bệnh viện á làm gì đó, bên Mỹ Đấy. này có chuyện đó không, bên Mỹ này có chuyện đó không, đủ bên Mỹ này có chuyện đó hả, nó bắn cho rụt giò nói chuyện Bên với đây ai đó. á, dân á, bên đây là Việt Nam mình là dân chủ quá trớn, nhiều khi dân cãi cảnh sát mà cãi mà chửi tục luôn, chửi đủ má đủ cha luôn người ta luôn đó, mà người ta vẫn tha. Nhưng mà bên Mỹ nhá, cảnh sát nó nói là tôi chỉ hỏi ông không có quyền, ông chỉ quyền trả lời, ông không quyền hỏi tôi sai phải Quyền thì cứ quyền về cho mọi đồn, người cứ sai nha. phải thì cứ vô đồn, cứ vô đồn cảnh sát Mỹ. Mà cảnh sát Mỹ mà nó đẩy vô trong băng súng thì khôn hồn, thì
đưa hai tay lên đi, úp mông ra ngoài đây đủ má, mà thì cần đưa ra cái tay cầm cái gì mà ra ra mà dơ ra, nó nghi là vũ khí, nó cho cái là viên kẹo đồng là đi luôn, không có ý kiến. À. Cái gì mình chửi thì thôi, mình không có nói xấu nước Mỹ và mình không có theo cộng sản cái gì cả, mình chỉ nói đúng thôi. Mà cái chuyện ở nước Mỹ này mạnh ai nấy lo, ai muốn thích cái chuyện gì là chuyện của mọi người muốn theo quốc gia hay mọi người muốn theo bất cứ gì mafia là cái chuyện của mọi người, còn tôi theo thích theo kiểu của tôi là tôi thích, Đúng không thể rồi. nào mà đi theo ý của mấy người cứ hỏi cái là mày cộng sản hả, đúng không, mày ngon mày gặp tao đó, Bảo tôi gọi lại mày đặt cho số điện thoại, tôi gọi là tôi chửi chứ còn chó sáng giờ dám làm gì. bảo cứ bảo nó, anh kiểu nó bảo cộng cộng cái lồn mẹ nó mày, lồn má nó mày, đủ má tao cộng sản đấy, tụi bay làm gì tao. Từ bây giờ thằng Mỹ, thằng bố Mỹ mày chơi cộng sản thì tao theo bố Mỹ tao chơi cộng sản á, tụi bay làm gì Sao tao, nói mãi má chưa nó mày thì chúng mày à. Tao tao gia đình nhà tao là cộng hòa này, tao chả bênh ai nhưng tao vẫn theo cộng sản đấy, cộng sản nó cho tao ở cho tao yên bình là tao theo đó đó má. Bây giờ tụi bay đưa giặc đi về cướp nước tao thì tao chịu không? Bây giờ ví dụ như là nhà mày có vợ đẹp mà cái thằng khác hàng xóm nó vào nó chơi vợ mày thế mày cũng bảo nó tốt à? Đúng má nó ngu vậy. Thế mà nó nói là mấy thằng chuyên là ăn welfare, chuyên bọn là mắt dạy là nó toàn chuyên truyền láo ấy, rồi bắt đầu là nó hò nhau là cũng được cực đoan, bắt đầu là nó đả kích, là nó nói xấu bọn nó thì nên làm. phải mình thì không, cái quá khứ của họ ví dụ như họ đi làm lính cho Việt Nam Cộng Hòa hay gì đó, thì cái quá khứ của họ họ đó tôi không quan tâm, hay là họ muốn cổ xuyến cái cuộc cái họ thích cái Việt Nam Cộng Hòa hay không thích gì, không có động chạm gì với tôi đó, nhưng mà cái chuyện chuyện của tôi bây giờ tôi muốn trở chuồng ra ngoài đường đó là chuyện chuyện tôi, làm cái chó gì họ cứ đụng mà họ hù dọa những người khác được chứ mà hù dọa thằng chó khùng này không được, đủ mà Đúng chơi ra rồi. chứ nó có Tôi nói tưởng. cái bọn cờ vàng á, cái bọn cờ vàng á nó ở bên đấy dĩ nhiên là anh em mình không có đụng chạm về cái quá khứ của họ, vì cái quá khứ của họ nhiều khi họ muốn tôn thờ của họ là chuyện của họ, đó là kỷ niệm của họ, mình không có trách. Nhưng mà mình phải đường hoàng, mình phải đường hoàng. Đấy tại sao cũng người Trung Quốc nha, người ta cũng bị đàn áp đấy, người ta đi ra nước ngoài người ta có nói xấu quê hương người ta đâu. Không, mà Không không ông bao thấy đi giờ luôn. ông đi qua Sang Phan là cái gì nữa, ông xuống Rồi. cái phố tàu thấy không, ông thấy Không phố bao giờ tàu có thấy không, luôn. ông xuống Không phố bao giờ tàu có luôn. không, ở trên nước Có. nhà của thằng ba già thằng Trung Quốc nào cũng có một cái lá cờ của Trung Quốc hết, Có ông nói có. cho dù nó bị đàn áp đó, ông đi xuống phố tàu rồi đó, ông nói Đó, tôi sang ông thấy. rồi, tôi ăn hủ tiếu đó rồi. Thằng em Nhưng mà tôi tôi chở hỏi đi ông nè, thì mà tôi luôn hỏi ông có một câu thôi, ông biết ông là ở Việt Nam đó, ông thấy rõ ràng ông đã đi qua Mỹ ông thấy rồi đó, tại sao mà mình không có cải tiến cái cuộc sống của mình để mình khá giả lên, để ví dụ như mình thích đi đi đâu thì đi, còn mấy ông này á nghèo, mình nói thẳng luôn nghèo lo đủ má, không có tiền thì lo đi kiếm tiền để sống đi, mà đi chê đủ má những người khác nghèo, những người doanh nhân giống như tôi nè mày đặt đủ má la đồ này nọ ngu không. trời ơi, ông đến chỗ San Jose tôi nói nhá, đến cái nhà mà người Việt mình ở mấy chục năm, tôi nói không quá, nó nhét vô á mấy người mà ở như chó luôn, tôi nói ông ấy cũng sung sướng, ăn thì phải đi moi cái đồ tủ lạnh để ăn để cả tuần để cả tháng ăn, ố má khổ lắm có đâu. Chuyện bình Còn thường con cháu nó đi làm cả ngày, nó về nó mệt thấy bà rồi nó ăn luôn ở trên xe luôn, nó đi trên xe ăn trên xe nó không có thời gian mà, rồi nhá thậm chí là mất luôn cả dòng họ, nó mất cả luôn cả anh em luôn về nếu bên đó. Vậy mà tôi sợ bởi vậy là gia đình là tôi không định cư ở bên đó luôn, có thể tao như thế đó, không có gì bằng Việt Nam ấy đó. Không có gì bằng Việt Nam ấy đó. Việt Nam mà bây giờ cứ tà tà sống cuộc sống bình thường, mình không đụng chạm với chính quyền thì không chính quyền nào người ta động chạm mình cả, người ta rất chính tốt. xác, Bây giờ cứ ăn đi ở không hey rồi bắt đầu Mr. đi John, chọc ngoáy. hey can you good morning, can you walk him to the back, let him clean it up, and ask him if it's like 5 or 4, 4:50 or something, and let me know. Call me with, yeah, I know, but can you just tell them park in the back there and then start loading up the trucks. Yeah, I'm here, but I'm here in San Francisco, but I need to do a couple of things in there, and then I'll be there. But by the time I'm there, they can load up the garbage. Okay, so when they get here, I'll show them into the back, and I'll show them the work around the alley, and I'll ask how much, and then I'll call you, okay? Oh, sounds good, man. Thank, appreciate it. All right, Yeah, then. no, man. Thank you.
À thế thế anh thầy thầy anh John có biết cái vụ mà cờ vàng mà nó mặc áo một thằng thanh niên chắc là bị mua chuộc cho mà mấy trăm ngàn đấy, mặc áo cờ vàng đi ra thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương nhỉ? Này để tôi kể cho nghe nhé. Thằng nó mặc một cái áo ba sọc, nó ra giữa ngã tư, nó mặc xong bắt đầu là nó đứng ở cái bàn bán cà phê, nó cởi áo ra cái trời ơi dân nó biết không, cái dân lái thiêu á, nó bu và nó quýnh cho gần chết, nó quýnh cho nó lột áo quýnh gần chết đúng không nhá. Cảnh sát ra ngoài, công an Việt Nam còn tốt nhá, đưa hắn ấy vào đồn bảo cởi áo ra, nếu anh muốn sống anh cởi áo ra bọn tôi tha vẫn cho về, với được cái anh cởi áo đó ra mà cảnh sát ở bên Việt Nam còn tốt như thế, thế mà chúng nó mà còn bảo vệ nó như thế, nếu mà để ra ngoài dân nó anh chết, mà dân lái thiêu nha, là cái dân còn là chống cộng rất nhiều luôn, mà nhưng mà dân cách mạng rất nhiều luôn, mà người ta rất dị ứng với cái lá cờ đó, mặc và vô tình là đánh cho gần chết á. Anh có biết cái khu mà ở dưới Bùi Chu phát hiện mà cái khu mà ở dưới cái Nam Định, tỉnh Nam Định, Nam Ninh Định, Ninh Ninh Bình. Rồi Ninh rồi, Bình là tôi rồi tới rồi, tôi ra rồi rồi. không không đâu đâu cái khu đó ấy mình nói là Bùi Chu phát hiện là ở dưới Đồng Nai á, cái khu đó là khu nhà nhà thờ cha xứ gì ở dưới xung Cha quanh Tân, Xuân Lộc, ở Xuân Lộc, Xuân Lộc, Xuân Lộc Cha đây là Tân, cái khu đó đó gì thằng cái thằng khu Cha đó Tân. là cái khu nó cái tôi không gọi thằng đó là cha, tôi gọi là cái giáo xứ là tôi chỉ nói giáo xứ anh có thứ là cái khu đó là cái khu mà gọi là ngày xưa là của khu Bùi Chu là ngày xưa là nó chống cộng mà thứ dữ luôn đó gì, nhưng Là liên mà cuồng luôn đấy. bây giờ nó cũng ngoài anh thế giới năm 70 mấy là cái khu đó là tụi nó là có những thằng giống như Fulro vậy năm 77 78 79 tôi ở khu kinh tế mới gần đó tôi biết mà, thì những cái thằng đó là nó chuyên môn nó giữ lại nó lụm mấy vũ khí rồi nó là tổ chức làm chống lại chính quyền đó, mà dân ở đó nó đâu có ấy đâu, những cái thằng mà nó gọi là chống chống ấy là còn những dân bình thường ở đó nó đâu có lên tiếng, nó đâu có nó vẫn coi như là mình những công nhân bình thường ấy. Cái dân Xuân Lộc và cái dân Xuân Lộc và dân Hồ Lai là đa số dân Bùi Chu Phát Diệm của xứ tỉnh Nam Định cũ, là chuyển di cư vào đây bậc từ từ năm 45 đến năm 4. Dân đó là chiếm 50% là giáo dân. Giáo dân hồi xưa ở là tỉnh Nam Định ấy, cái xứ Bùi Chu nó giáo dân ấy, tức là ở cái thánh địa đấy nó có cả quân đội riêng mà thời Pháp cơ. Nó nổi tiếng tức là nó là cái nôi đạo của người Việt Nam ở đó. Nhưng mà ngược lại nha, cái dân ở đó thì lại rất là lành. Đấy. Không, Nhưng họ không mà họ 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 phản đối chính quyền, tại vì tôi không có một lành lắm, người người lành lắm, dân hiền ở lắm. đây, tại vì cái người đó tôi nói trái lại những người đó đó là cũng là thù cộng sản À, họ thù đi sang Mỹ, đấy họ không hề mà lên tiếng một lời nào hết, đúng. mà những ông bình thường tôi nói bây giờ bên qua Mỹ nào rồi đèn nhà ai nấy sáng chén nhà ai nấy xơi, tự nhiên đâu cái chuyện mình không ảnh hưởng gì mình lên đây mình nói chuyện cái chuyện mình có khen Việt Nam hay mình có ủng hộ Việt Nam hay là mình có ủng hộ cách mạng hay mình có là cách mạng hay là mình có là bưng mô cộng sản thì cũng kệ mẹ tôi, mất mớ gì mấy ông mấy bà bên Mỹ thì Tôi đủ tự